จ้องไปกดđây là đại tướng Bùi Văn Thiện sếp khách hàng trồng được cái cột mà còn đắng cay vậy lúng lại cột nên... cho lên cây xoan thôi cây xoan mấy nữa người ta chặt mất đây cái nào cây con này này. Treo à nhưng mà dân người ta ra người... thôi treo lên cái cột nha cột của họ đây thì cứ bắt lên thôi có cái cột trồng được cái cột hai cái cột to nhất cái xã này như trò đùa ôi hỏng rồi hôm nay đi vào lạc sĩ lại còn lắp nhầm nhà chứ ôi con bốn cái bây giờ nó đấu lên ba cái nữa rồi đây em trèo anh đẩy cột đi ôi giời rồi tập này thôi trồng cái cột được cái cột cũng trả ra hồn thua chẳng nhẽ lại không kéo đứt thì chúng ta bắt phải làm mà cột cứng nhá cột cứng thì cái dây này nó chắc lắm cho nên là phải dùng cột cứng mấy cái cột này không chơi được nhà đây nhà thứ hai kìa mọi người mà có trồng cái cột thì chú ý là cái cột nên dùng cái cột chắc vào chứ trồng cái cột tre như này mấy bữa trồng cột tre thì bọn em thật ra là bọn em không kéo đâu này được phép từ chối triển khai hạ tầng không đảm bảo để triển khai thuê bao bởi vì sau này là nó còn bảo hành bảo trì chứ không phải lắp lên là được
Thuyền sang sông, thuyền tìm ra biển lớn. Alo. Anh bên Wi-Fi vâng. Đây để tí em gửi cho cái video xong anh xem qua xong tự đổi lấy nhá. Bởi vì bọn em không đổi được từ xa đâu. Và ok, chờ em tí nhá. Là ăn cái cột mà nhớ xăng lung này. Tình yêu ơi về đâu đây để ôm gió cuốn đêm nay đưa em về nhà để gió phát lên câu tình ca để lệ hoen mấy khi một xuân đang thầm thì ra đi hết rồi cuối cùng nắng cũng đã ngã vàng bên sông sông. Anh không cần phải làm cao quá đâu, cao quá người ta chặt cây ấy, lại đi trước ấy. Rồi cuối cùng để đâu? Đi theo dây chảo đây. Ngắn dây rồi, ngắn gì? Em đo chuẩn mực lắm. Hả? Em đo chuẩn mực lắm. Ngắn à? Này cắt. Cũng không ăn lắm. Đấy, buộc từ đây vòng vào anh. Đấy, để em buộc cho. Đây này, cho nó xạ sang sang bên này. Đấy, nó đi vào.